Hello, xin chào mọi người, mình là Joey đây. Và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review cái con chuột mà thắng mọi vạn vật. Đó chính là cái con Zhaopin Z2. Mà mình một con là mình mua được từ ăn he, một con là mình mua được từ bạn bon. Cho nên là một con thì đã mod được mod rồi, và một con là vẫn Manila luôn. Cho nên là yeah, nó sẽ có một cái nhìn mà nó dễ dàng hơn để cho những cái con chuột này. Nói chung là tại vì cái con chuột này có hot swap cho nên là các bạn sẽ dễ dàng nhận biết hơn. Thì với cái hai cái con chuột này thì mình thấy cái cảm nhận đầu tiên của mình đối với nó là lúc đầu thì mình thấy là nó hơi bự so với cái tay của mình. Thì mình cảm giác là nó hơi chớ chớ xíu, nhưng mà sau khi mà mình xài quen được cái dáng này rồi thì mình thấy rất là thích. Mình thấy cực kỳ thích luôn. Đây là có thể nói là đây là cái dáng chuột mà không phải là công thái học, nó chỉ là đây là dáng chuột méo thôi chứ không phải là công thái học nữa. Tại vì cái phần nút của nó với cái phần mà thiết kế của nó thì nó không có được, không có bị méo quá như các bạn có thấy. Lật cái phần đáy chuột lên thì các bạn có thể thấy luôn là nó không phải là một cái con chuột mà công thái học, quá là công thái học á. Và mình thấy là nó tới bây giờ, tới hiện tại thì mình chơi rất là quỷ và mình nó hợp tay mình rất là nhiều. Còn về cái chất lượng hoàn thiện của nó thì như các bạn biết là những cái con chuột của Zhaopin mình thấy là rất là bất ngờ về cái chất lượng của nó. Thì không, hai cái con Z2 này nó cũng không ngoại lệ luôn. Tại sao mình lại có hai con? Tại vì mình để mình so cái chất lượng. Và với cái việc mà các bạn phải gỡ ra tháo vô để mà các bạn có thể custom switch đó, thì mình thấy là chất lượng nó làm cực kỳ hoàn thiện luôn đó. Phải nói là cái phần hành như thế này nè, nếu mà các bạn bị điên tới mức mà các bạn phải kiểu bóp cái con chuột cho nó, cái tay của bạn lắc như thế này luôn á, thì nó vẫn không có bị một cái vấn đề gì hết. Và mình thấy là cái chất lượng hoàn thiện của họ rất là ổn, QC của họ rất là tốt đối với lại những cái sản phẩm mà của Zhaopin. Như là từ Z1 cho tới qua Z2 á thì chất lượng hoàn thiện rất là tốt luôn. Còn về cái dáng chuột thì như mình đã nói, đây là một cái dáng mà asymmetric chứ không phải là cái dáng chuột ergonomic nữa. Và nó chỉ là một cái con chuột méo thôi. Và đối với mình á thì mình, đối với một cái người mà rất là thích sử dụng những cái con chuột mà đối xứng á, thì khi mà chuyển qua một cái con chuột méo này á, thì khi mà mình cầm claw vào nó thì nó phải nói là nó có một cái cảm giác lạ. Tại vì tất cả cái lòng bàn tay của mình khi mà mình cầm claw thì nó lại được lắp đầy rất là tốt. Và cái phần mà hông của con chuột á thì nó cho mình một cái cảm giác là nó không khác gì một cái con chuột đối xứng hết. Cho nên là mình có một cái cảm giác là nó rất là hợp luôn. Nó không có quá méo như là những cái con như là Incode như thế này đi, hoặc là những cái con như là T90S mà mình đã từng sử dụng qua, hoặc là một cái con mà DAV3 đi, thì nó lại quá méo. Nhưng mà đối với con này thì những cái mà vuốt nhẹ của nó thì nó rất là nhẹ nhàng luôn, và nó không phải là qua tới cái mức là công thái học đó. Cho nên là mình thấy là mình rất là thích cái dáng chuột này. Và với cái dáng chuột này thì các bạn vẫn có thể cầm palm như thế này. Cầm palm thì các bạn sẽ cảm thấy là hơi thiếu, nhưng mà cái phần mà chuột, cái thành chuột, cái hông chuột này nè, nó được vuốt vô như thế này, và bên đây nó cũng được vuốt vô, mà được vuốt vô ở những cái điểm mà mình thấy là nó rất là hợp lý để mà các bạn cầm palm luôn. Cho nên là cầm palm với con chuột này thì không có bị một cái vấn đề gì hết, như các bạn thấy trên cả hai con luôn. Mình quên nói về cái lớp phủ, thì với cái lớp phủ này thì mình thấy là nó chỉ là một cái lớp phủ nhẹ nhẹ thôi, và nó vẫn bám tay của bạn rất là tốt. Như các bạn thấy là mình đã có một cái khoảng thời gian sử dụng cái con Zhaopin Z1, Zhaopin Z2 màu trắng này không có grip tape gì hết, và mình cầm vào mình vẫn thấy là nó chơi game nó rất là bình thường, nó vẫn bám tay mình cực kỳ luôn. Và thêm cộng thêm một cái đó là cái dáng của nó lock in vào cái phần mà lòng bàn tay của mình quá là tốt, để cho mình kiểu không có bị tuột cái con chuột ra. Cho nên là mình thấy là phải nói là vừa từ dáng chuột tới chất lượng cho tới cái lớp phủ thì nó được hoàn thiện, phải nói là đủ dùng, rất là đủ dùng luôn. Có thể là các bạn đem nó đi try hard được luôn á. Còn về trọng lượng á thì hai cái con chuột này nó đang nằm ở cái trọng lượng ở cái mức là 62-63 gram gì đó. Và đối với mình á thì mình thấy là sau khi mà mình sử dụng những cái con chuột mà đối xứng mà nó nhẹ nhẹ, giống như là cái con mà M2 này đi, hoặc là cái con mà Beat X Fabulous Beast này đi, thì mình thấy là cả hai con nó cho mình cái cảm giác hoàn toàn khác luôn, hoàn toàn không khí luôn. Nhưng mà đối với con này thì các bạn vẫn có một cái cảm giác là nó có một cái trọng lượng gì đó nặng ghi trên cái lót chuột của bạn và ghi trong cái lòng bàn tay của các bạn. Và mình thấy là đối với cái dáng chuột này nè thì mình cảm giác như đó nha, là cái trọng lượng của nó bị shift, bị méo qua, bị chênh qua bên trái một xíu. Nhưng mà đối với mình thì vào game mình bắn vẫn rất là bình thường, mình vẫn flick được rất là chính xác luôn. Như các bạn có thể thấy trên màn hình để mình để gameplay như thế này, thì cái trọng lượng này đối với mình không có thành vấn đề gì hết. Và đối với hai cái con chuột này thì các bạn vẫn có thể mod được, tại vì cái phần lưng này nó được hot swap, cho nên là tháo ra gắn vô rất là dễ luôn. Cho nên là các bạn vẫn có thể mod được bình thường. Còn về cảm giác bấm lăn thì đối với lại cái con mà chưa được mod hoặc là chưa được hot swap một cái bộ switch nào khác đi, thì mình thấy là cái bộ mà TTC Go này thì nó khá là nhẹ. Và đối với mình thì mình chưa gặp một cái tình trạng nào mà nó bị slam click trên cái con mà bình thường này hết, cái con mà từ hãng luôn nha. Cho nên là mình cũng thấy là nó không thành vấn đề gì, spam vẫn rất là tốt. Nhưng mà đôi khi nha, khi các bạn chơi những cái round mà pistol á, thì mình thấy là nó nảy hơi tốt thôi, nó không có như những cái con chuột khác mà nó nảy kiểu tưng 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 á, nó nảy kiểu nó rất là
ít, nó rất là hạn chế cái việc nảy của nó, cho nên là mình thấy là các bạn có thể thay qua một cái bộ mà Blue Shell Pink Dot để mà các bạn có thể có một cái độ nảy tốt hơn. Nhưng mà về cái phần mà switch chuột Manila thì mình thấy là TC Go này nó ổn để cho các bạn spam, và nó ổn để cho các bạn spam trong cái những cái tựa game mà MOBA thời luôn, nó rất là nhẹ và các bạn spam nó rất là dính luôn. Còn về những cái phần giống như là ví dụ như các bạn timing click á, thì mình thấy là timing click trên cái con này cũng rất là tốt và mình không có bị một cái vấn đề gì hết. Lâu lâu mình có cảm giác nha, cái hành trình trước của nó hơi dài một xíu, nó có hơi bị một cái hành trình dư một xíu, nhưng mà một xíu thôi, cho nên là nó không có đáng kể và cũng không có đáng để mà mình chia ly á. Thì đây là cái cảm giác bấm của nó các bạn. Đó, còn về cái phần nút hồng á thì mình phải wow với cái nút hồng này luôn. Thì trên cả hai phiên bản á thì mình thấy là bấm rất là nhẹ, rất là dễ để mà các bạn spam nút hồng. Và ví dụ như các bạn chơi Fortnite đi, các bạn gắn vào nút hồng đi thì spam nó rất là dễ, nó rất là tốt, nó phải nói là wow, spam cực kỳ hay luôn. Nhưng mà nó có bị dư một cái hành trình trước như thế này nè. Nó hơi bị nhúng như thế này. Nhưng mà đối với mình thì mình cũng không có chi ly về cái điểm này. Thì mình thấy là rất là thích cái con chuột này rồi. Từ cái chất lượng hoàn thiện, mọi thứ mình đều rất là thích rồi. Còn về cái con lăn thì nó nằm ở một cái vị trí mà mình thấy là tốt. Và so với lại những cái video trước mà mình review những cái con lăn mà nó mượt mượt thì cái con lăn này cuối cùng đã có một cái con chuột nào đó khác mà nó có con lăn rõ nét và nó lăn rất là bực, rất là dính luôn. Thì nói chung là về cái cảm giác bấm và cảm giác lăn trên cái con này thì mình thấy rất là thích. Còn về phía chuột thì mình thấy là đây là phía bộ phía gốc của nó luôn nha. Thì mình thấy là do cái bộ phía này cho mình, ví dụ như trên cái con mà Pigora Ellen Shorts này đi, thì mình thấy là nó rất là glidey, nó rất là trôi, nó rất là dễ để mà di chuột á, và nó bỏ qua được cái trọng lượng của cái con chuột này luôn. Nó không có khiến cho mình cảm thấy là ở cái con chuột này nó bị ghì trên cái tấm lót chuột á. Nhưng mà khi mà mình sử dụng trên cái con mà Spacebat á, thì mình thấy là với cái bề mặt của Spacebat thì nó làm cho mình ghì hơn. Và khi mà mình ngấn cái con chuột xuống để mà mình control, lấy được cái sự control, hoặc là khi mà mình tracking á, thì nó lại bị quá ghì. Cho nên là có thể là các bạn có thể chơi một cái setup mà nhìn nó sợ lỗ như thế này, giống như ăn he. Mà đối với mình thì mình chắc là sẽ gắn khoảng đâu 6 đó thôi, chứ không có như ăn he chơi bấy ngày như thế này. Thì mình thấy là với cái bộ mà Obsidian này thì nó di như thế này. Còn với cái bộ mà fit gốc thì nó cũng rất là trôi, như các bạn có thể thấy là trôi luôn á. Đó, thì fit chuột thì mình cũng đánh giá cao cho Z2 đến từ Giao Biên, cho nên là những cái fit của Giao Biên thì mình thấy là mình cũng đánh giá cao luôn. Còn về mắt độc thì 3395 và có thể lên được 4K. Thì do mình không có bị một cái vấn đề gì. Nói chung là mình những cái này đến từ Giao Pin thì mình thấy là hoàn thiện quá là tốt rồi. Mắt độc chính xác luôn, flick tới đâu dính tới đó. Và mình thấy là mình cũng phải wow, tại vì cái con chuột này mình có thể flick được những cái va đó cho những con chuột mà có thể nặng 62g, có một cái dáng như thế này và có một cái con mắt độc 3395 4K luôn á, mình không thấy một cái vấn đề gì luôn. Thì do vậy cái phần tổng kết thì mình nói ngắn gọn luôn là đây là một cái con chuột nên mua nếu các bạn thích. Các bạn không thích những cái con chuột đối xứng, hoặc là các bạn quá chán với những cái con chuột đối xứng thì nên mua luôn, tại vì nó không phải là công thái học, nó không thuộc về công thái học, nhưng mà các bạn vẫn có thể cầm nó như là một cái con chuột công thái học, và nó để mà cầm claw với con chuột này, để mà cầm palm với con chuột này thì mình thấy rất là thích. Và nó không có, nói chung là nó hoàn thiện quá tốt đi, mình không có tìm thấy được một cái điểm nào để chê những cái con Z2 này hết á. Có thể là mình chê là do cái phần switch nó quá nhẹ đi thì mình chê một xíu, nhưng mà switch này thì mình spam, đối với mình spam mình bắn vẫn chính xác, cho nên là mình cũng không thấy một cái vấn đề gì hết. Và mình không có bị slam click trên cái bộ switch nhẹ này so với lại những cái con chuột mà có bộ switch nhẹ khác, cho nên là mình thấy là rất là thích. Cho nên là nó cũng giải thích cho cái việc là tại sao mình có hai cái con Z2 ở đây, tại vì mình rất là thích nó. Thì đây là cái video mà mình review cái con Giao Pin Z2. Thì cảm ơn các bạn đã xem, nếu các bạn thấy hay like, share, subscribe. Nếu các bạn muốn mua cái con chuột này thì các bạn có thể tìm ở trên Shopee hoặc là Lazada. Nếu các bạn muốn xem những cái video khác thì các bạn có thể bấm vào đây. Hoặc là đây. Thì bye bye. Bye.